xin chào tất cả 500 anh em. Hôm nay lại về một cái series mới của Rosen R135 anh em nhé. Rosen R135 màu đen sơn bóng như thế này, được tích hợp EQ LC5 như thế này. Anh em có thể nhìn thấy hàng chính hãng và có tem mác đầy đủ, khóa là khóa đúc inox. Và sản phẩm này thì đã rất là nổi tiếng rồi, dành cho những người mới tập chơi nhé. Miếng dán chống xước cũng màu sơn bóng luôn nhé anh em nhé. Mica bóng và jack light sẽ cắm ở đây anh em ạ. Jack light sẽ cắm ở đây và đây là đầu cần. Và anh em hãy cùng nghe vào một bài hát nha. Mình sẽ test âm thanh của cây đàn Rosen R135 như này, giá chỉ từ 1.350.000 đồng, siêu rẻ luôn nhá. Cùng với cả sự kết hợp của chống ca dông chính hãng Nissi, được phân phối bởi hệ thống nhạc cụ Key Music nha anh em nhá. Ok. Tạm biệt em nhé, chắc anh phải ra đi. Bởi vì anh biết trái tim em đã đổi thay, chẳng còn yêu ai, chẳng muốn anh bên cạnh em như lúc đầu. Một người mới thay anh mang đến cho em bao vui buồn. Và lần sau cuối anh khóc cho người anh yêu, và cơn đau ấy đã giúp anh mạnh mẽ hơn. Để rồi anh biết thế giới anh không còn em, anh vẫn cười. Phải tập sống không em, anh bước đi trên đường mai sau. Đồng nha. Anh em comment hoặc là inbox ngay cho hệ thống nhạc cụ Key Music để sở hữu một cái sản phẩm rất thích hợp cho những người mới tập chơi như này nha. Ok.